Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Mọi người ơi, Giáng sinh sắp tới rồi. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ cho cái nghề tay trái trên kênh YouTube của Phúc rất là nhiều vào mỗi một khung giờ quen thuộc là 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Và Phúc đã đi được rất nhiều tập rồi. Ngày hôm nay Phúc sẽ cho mọi người đến cái nghề đó là nhân viên bán hàng tại Adam Store ở địa chỉ 71 Nguyễn Trãi. Phường mấy, quận 5 ta? Phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những cái cửa hàng rất là đẹp và lớn của hệ thống Adam Store trên cả nước. Và đây là cái cửa hàng anh đã làm lần thứ 5 đúng không? Thứ 5 tại Sài Gòn nha mọi người. Và chúng ta sẽ gặp gỡ với một trong những bạn nha, kêu là quản lý ở đây. Chào bạn. Chào anh. Anh là Hồng Phúc, anh tới đây anh xin việc, anh muốn thử làm nhân viên á. Tại vì cái nghề của anh đó là không phải là nhân viên, nhưng mà giờ anh đang muốn thực tập thử để coi là khi mà thất nghiệp á, mình không có làm MC nữa thì mình có thể làm nhân viên được không? Dạ rồi, thì với công việc nhân viên bán hàng á bên em thì kéo cái mũi lên nè. Bắt đầu rung rung tới MC vô rung. Thì đầu ca thì bên em sẽ có chuẩn bị là ủi đồ rồi dọn dẹp là cửa hàng. Rồi bên đây có đang qua đây đi bên đây. Đó cho mọi người mình không em lùi camera đi lùi lại. Đúng rồi. Thì á chặn camera luôn, camera cũng là quản lý ở đây. Ồ ủi đồ bây giờ ủi thì sao đây? Thì trước tiên thì... Chết rồi, bình thường ai buổi dâm trong mà ngồi. Đây thấy các bạn nữ, bạn nữ tên gì vậy em? Dạ em tên Phúc. Phúc ơi, Phúc chỉ cho Phúc. Hai đứa mình cùng làm việc nhân viên á. Dạ, này cái gì là cái gì? Nếu mà ủi đồ á, ủi quần trước tiên hả? Cái quần vô cái móc, vậy là khách có khách đặt rồi nha mọi người. Có cái số đo hết mọi người. Ồ, cái màu này rất là đang là fashion á. Dạ, mọi người coi, trendy đó. Kết clip này Phúc sẽ đưa những cái hình ảnh, Phúc chụp những cái bộ vest tại Adam rất là đẹp cho cái mùa này, cuối năm này, mọi người coi. Rồi bây giờ sao hai trai bạn chỉ dùng mình. Ủa. Đó, Phúc nữ chỉ cho Phúc nam cách đuổi. Mình đi nhẹ và mình đi kỹ về những cái nét gấp á. Nhưng mà anh thấy cái đường may của Adam rất là đẹp nha. Đúng không? Đúng cái thợ may của đồ của Adam mọi người biết Phúc mặc suốt hình như cũng 5 năm rồi đó. Rất là đẹp luôn mà. Từ khi anh mặc đồ Adam á là xô chậu nổi lên, bây giờ chỉ qua làm nghề tay trái rồi. Mặc xong là chỉ làm nhân viên luôn. Đó chứ là cái series này Phúc ra là vui vui thôi. Tại vì khi mà mình giãn cách một thời gian khoảng 5-6 tháng ở nhà thì Phúc thấy cái nghề nào cũng quý hết. Và đặc biệt là những cái nghề nhỏ nhỏ thì là giúp nuôi sống những cái nghề chính của mình. Nên anh ra cái series nghề tay trái này. Trời ơi, đẹp quá Phúc ơi. Phúc cũng đây là nhà Phúc ủi thử xem mặt sau như thế nào nha. Thì mà ủi mặt đầu như vậy rồi. Phúc ủi mặt sau nha. Anh tên gì anh? Em tên Dương. Dương, cái gì anh Dương đừng có la mắng em. Đầu tiên á, Phúc nhỏ chỉ là mình phải lật cái này lên nè. Đúng rồi. Thấy chưa? Anh nói chưa? Cẩn thận cầm ở dưới. Nó phỏng phỏng không? Bỏng tay. Ok. Bỏng tay cũng là chuyện của em tại vì nhân viên mà sếp. Được một cái vải của Adam mọi người ủi nó rất là đẹp và nó không có bị hư, nhưng mà nên ủi bằng ủi hơi như vậy. Tại vì anh thấy ở nhà mọi người ủi cho anh á. Với lại đi show mọi người ủi cho anh á. Dạ. À, được không? Được chưa mấy đứa? Được chưa mấy đứa? Rồi thẳng. Nó nổi nha, cái đường thẳng này nó mặc cái quần nó sẽ đẹp cái ly mình lên. Tiếp tục kéo lên xuống đúng không? Rồi ủi cái mặt này nữa là xong. Được không? Được không? Sếp thấy em làm được không? Dạ được nha anh nha. Dạ được. Chắc chết quá. Adam coi cái này chắc cười xỉu. Thôi kệ, ráng chịu view cái clip này nha mọi người. Cái tập này là ráng chịu view nha. Đó, thấy chưa? Sếp gọi rồi đó. Mấy đứa nhắm mắt anh Phúc buổi đồ nha. được chưa sếp rồi là xong rồi anh. Thì xong buổi đồ xong đó, tắt bạn ngủ đi không? Thì tắt cái nắp bạn ngủ đi. Và cái quần của khách á, thì da trước khi da cho khách mình sẽ bỏ vô một cái móc như vậy nè. Ồ. Trời, anh thấy em chuyên nghiệp lắm nha. Gì nha, được nha. Em tên Dương. À Dương, chết cha đã giờ lộn. Xin lỗi sếp. Lộn tên sếp mà thấy bị đuổi rồi đó. Dương nha, dằn mặt nha. Đợi hết sai tên. Ồ. Nó tự nó kẹt vô luôn hả? Kẹt vô xong rồi sẽ có một cái bao vest để cho vest nữa. Cái lòng bên ngoài nha, để cho da cho khách, để cho đảm bảo nó khỏi bụi và nó đảm bảo đẹp và sang cho khách. Trời ơi, hồi nào giờ mở sang. Ok, hôm nay mới nhìn. Cái tội mặc đồ người ta đưa sẵn không đi. Trời ơi, cái vậy đi. Luồn vô, nó mới luồn, xong mình mới gặp lại làm đôi thôi. Làm đôi cho đậu hay á. Còn nếu mà khách chưa lấy á, thì mình chỉ có treo góc để khách tới đồ. Nhưng mà phải để làm dấu đúng không? Phải ở đây nè, có cái khu vực để cho những cái đồ của khách rất là kỹ lưỡng luôn. Tại vì sẽ một khách nó sẽ có một cái mã số, một cái tên riêng. Thì tất cả các nhân viên, các hệ thống Adam trên cả nước, chỉ không phải là chỉ có Adam tại 71 Nguyễn Trãi Sài Gòn đâu, mà các nơi đều như vậy. Mà thậm chí có những nơi anh thấy còn ví dụ như đóng hộp đúng đồ. Tại vì có những khách yêu cầu á, khách VIP của mọi người đóng hộp rồi này kia các thứ. Lúc này thì vẫn còn Noel, còn Tết Tây, còn Tết Ta. Tại vì bây giờ là chúng ta đang bình thường mới trở lại, nhưng không có nghĩa là mình xả láng, không bình khẩu trang, không gì kia đúng không? Mình vẫn phải giữ, mình phải sát cồn. Đúng rồi. Vẫn mình và test Covid bình thường, giống như anh đi quay bữa giờ là ngày nào cũng bị test lũ mũi, test xuống. Ồ, đẹp chưa?
đấy, cái mẫu này mình nhìn cái mẫu sơ mi đây đã giảm 20% luôn nè. Dạ đúng rồi, quá đẹp luôn. Thì sẽ cho mọi người coi cái bộ ảnh của Phúc vừa mới chụp xong. Dạ, thì như sai số thì nhân Phúc đã biết. Có rượu cho khách uống luôn hả Dương? Dạ thì có rượu thì khách biết mà. Khách đi biết thì cái khách mà nhân viên cũng được không? Nhân viên nào? Không được. Nhân viên nào không được rồi. Sao nãy Dương tính chia sẻ gì Dương nói thì tiếp đi. Nó là trong nếu mà về sai số thì về của anh á thì anh nhân Phúc mặc nguyên bộ size 52 bên 52 đúng không? Thì rất là vừa, thì như em thì mặc nguyên bộ 50. Thì em nhỏ hơn Phúc một size. Nhưng mà ở đây anh thấy một cái hay là nó chuẩn luôn. Dạ đúng rồi, nó không có chưa cần sửa. Rất là lạ nha, ví dụ như cái người bị mập hay gì đó mấy bạn tới mua mập mặc vô vừa luôn. Dạ. Mà nó như nó có chất thun á mọi người, nó co giãn theo cái người luôn. Hoặc là ví dụ như Phúc là hồi trước không mập ốm thì 50, trước nữa lúc đầu tiên anh mặc 48. 48 xong 50, xong lấy mình lấy chồng 50. Đúng rồi, xong rồi cái mập giống như vợ con rồi đùng con đùng hai con cái đẹp, đẻ lâu đẻ nhiều quá đi. Đó đẻ vợ đẻ. Cái mập cái thằng 52 mà cũng chuẩn luôn. Gom vô vừa mà không chỉnh sửa được cái gì đó. Rất là đẹp. Trời ơi áo thun nữa mọi người. Trời ơi tôi chết rồi, Giáng sinh tới rồi mọi người ơi. We wish you Merry Christmas. Ôi quên, bây giờ đi vô làm nhân viên mà đi vô tự hỏi trời đi đâu phải đi vô mua hẹn. Bán sếp bây giờ. Nhưng mà chị đã nếu mà nhân viên trong ca làm có chừng sếp quay lưng vô máy quay phim rồi, phải ngửa cái mặt ra rồi. Thì những cái xào mà nó bị xáo trộn mà nó không không lại, chỉnh lại cho ngay ngắn lại. Đi vô làm mà lo lấy đồ mặc rồi không có lo chỉnh đồ này kia. Ủa nhưng mà lương ở đây đủ đủ cho anh trang trải son phấn, anh chỉ cần tháng hơn 1 triệu là được, đủ không? Dư phải không? Dư nhiều hơn. Hay quá trời ơi. Tại mấy tháng này ấy không có show gì hết, mà không có tiền mua phấn son keo xịt tóc không có. Giờ chỉ cần hơn 1 triệu thôi, nếu chứ mặc đồ đẹp live stream hát hò vui vậy thôi. Chứ ở nhà có vợ nuôi rồi không sợ. Chứ ở nhà có vợ nuôi rồi không sợ. Rồi cái này chỉnh là đúng không? Đó. Cho nó ngay ngắn lại. Đó, cái này bị sạch sạch là mấy đứa. Mà nó đều luôn đúng không? Cho nó đều nha mấy đứa nha, làm là phải đều tăm tắc nha. Thấy là không đây nè, đó thấy không đều nè. Dạ. Đó, Phúc gái nha, Phúc gái làm thấy không đều nè. Rồi thì đu quýnh nè. Đó, đang giảm 30%. Mà đặc biệt cái là Phúc thích cái này nè. Ở nhà Phúc cũng thiết kế một cái phòng á, nó có rất nhiều cái hộc như anh bắt chước tụi em á, để cà vạt, để tham rồi các thứ này, ngơ rồi đây thì nó sẽ rất là đẹp nha. Có hộc là để đồng hồ mà. Đồng hồ có xoài. Có một cái biết luôn. Có cái hộp. Cái hộp chị phụng cho anh để từng cái đồng hồ lên. Rồi nhẫn thì phải bỏ vô cái thuốc để cho nó để mình hộp xoài thì nó lấp lánh á. Mà em hay đi giống như keo xịt tóc thì nó mờ. Thì phải bỏ vô đó để cho rửa sạch liền. Một cái nơi mà Phúc thích nhất nữa đó là mọi người biết không? Đang giày. Ồ bây giờ giày mình phải đánh giày không? Giày thì thường nỡ nó bị mờ hay là cái gì sao? Vô ca thì cho trong cửa hàng rất là nhiều vải á. Thí dụ em ngồi đi, ngồi em là khách đi. Anh từ không dụng đang thử nghe coi được. Dạ anh ơi anh mang giày size bao nhiêu anh? Ồ anh đẹp trai quá, anh mang giày chắc em đoán anh chắc chừng 40 anh hả? Size 40 không? Anh mang size 43 nha. Anh size 43 hả? Dạ. Ở đây có nhiều giày cho size 43 lắm anh. Để anh chờ chút xíu tại em mới vô làm. Ồ 254 là bao nhiêu Phúc? 43 không? Dạ 245 là 39. 39 43 là nhiêu? 265 mà. 265 đúng không? Để anh tìm. 245 anh chị thử cho anh coi nè. Xếp cái ngồi đi để cái gì đó tụi em. Em thấy có cái cây đó nó mang giày đúng không? Em thấy từ bên kia nè. Rồi đó. Ở đây là ở 71 Nguyễn Trãi là cây mang giày bằng vàng 24 nha mọi người. Đúng không? Dạ đúng rồi. Cái kiểu này đang mốt đó sếp. Đây là cái kiểu mới nhất nha. Thật ra thì giới sếp thì em nghĩ là kiểu nào cũng mới, tại vì sếp ít mua sắm á, cho nên em nghĩ là anh nên thử. Cái này là thường nếu mà anh mua 2 đô em tặng cho anh 2 đô vớ. Dạ đúng rồi, 2 đô vớ. Nếu anh mua 2 đô và anh mua 1 đô là anh không được tặng nha, anh phải mua vớ nha. Đúng không? Đó, thì giờ anh có muốn thử không? Muốn thử đi cho chân nó vừa. Cái này thì rất là đẹp nha. Rồi. Dám muốn thử không? Đó, thử xong cái sợ sếp lớn cho nghỉ luôn. Đó, nhưng mà sợ mua á. Nhưng mà vấn đề là nè, rất là đẹp nè, mọi người thấy không? Rất là đẹp. Đây, chất lượng da đế mọi thứ cầm. Thật ra anh mang ở đó anh mang những cái đôi giày của Adam, anh thích nhất cái mẫu này. Và hình như anh có 2-3 đôi mẫu này luôn. Rất là dễ mà. Nó là giống như kiểu giày lười á. Giày lười á. Mà vớ thì mình chỉ cần một nửa thôi, là vớ tới qua khỏi cái gót tí xíu thôi là ok. Đúng rồi, quá dễ chung. Cất vô lại cho mọi người. Và trong ca làm á thì thông thường thì anh thấy giày mà nó sọc sệt thì phải chỉnh lại cho nó ngay ngắn. Phải chỉnh luôn đúng không? Phải chỉnh giày lại nó không cho nó ngay ngắn, không được sọc sệt. Khó quá, ăn 1 triệu của Adam to, khó quá mọi người, tháng ăn 1 triệu. Làm chết mồ luôn á, cực lắm nha.
cái nghề nào nó cũng cao quý nhưng mà nghề nào phải cực và chịu khó. Tại vì ở đây mọi người thấy hệ thống và camera nè, các sếp là theo dõi từ xa hết, cho nên không có dám là ủa hình của anh phải không à, Dương? Không, không phải. Phải đầy lớp áo xuống à. À giờ qua Christmas rồi đúng không? Giờ Christmas rồi. Rồi nè, cái đồ này mọi người đây Christmas này cũng rất là đẹp luôn. Em sợ lên cao không thấy rõ cái màu xanh với ánh nhưng tím đẹp, lên ánh sáng sân khấu. Ví dụ như cái đồ này lên sân khấu rảnh lên rất đẹp. Chỉ sợ không biết lên cam mọi người thấy rõ được cái màu này màu xanh không thôi. Lên thấy được không? Thấy được màu xanh xanh không? Ra nè, đèn nè. Sợ nó màu đen. Đó, sân khấu mọi người thấy là nó nhung nè. Anh không có cái bộ nhung này, anh không có nhung xanh nhung này. Cái này cũng sang. Ừ. Cái bộ này cái đó là một tuxedo đúng không? Đúng rồi. Quá đẹp nha. Lát chứ thôi quay clip xong rồi lấy mấy đô luôn á. Gì đó. Quá đẹp mọi người. Sắc hả? Thôi. Nói chung là thì cái cửa hàng bé thì có sản phẩm chính là bé. Là chắc anh Phúc lên lầu để nghỉ. Nói lên lầu cao hơn sao đấy. Okay. Đi lên lầu. Rồi. Đi trước đi. Thôi cái chuyện té, chuyện camera té. Đó, ở Adam 71 Nguyễn Trãi, phường 2 quận 5. Ồ nhớ rồi. Thì có những cái thiết kế đường lên lầu này. Trước mà Phúc dẫn cho khai trương cho cái showroom này á thì rất là đông luôn. Hoa hậu đồ rồi ta nói người mẫu rồi celeb doanh nhân rồi. Người ta đứng ngập đường. Đứng ngập đường. Rồi hả? Các gì đó anh thấy cái gì đó KICM rồi đúng không? Ôi một trời hả ơi đó. Đó cái mở mày Binzy rồi anh Linh Linh gì anh Lý Hải rồi lúc đó anh chuẩn bị lật mặt rồi nói chung là trời ơi tướng mừng. Đặc biệt ở đây có underwear quần lót tất cả là cái đẹp từ năm ngoái đúng không? Dạ cái thằng mới nhập về á anh cái bộ mới đó có nghĩa là lo Adam Store lo từ A tới Z từ trong ra ngoài mọi nhu cầu khách và nâng niu khách hàng rất là ok. Tiếp tục nè, rồi làm gì nữa anh nói với em chỉ là thì cho nên khoan để em chỉnh anh chỉnh lại nè, đây nè mọi người thấy là nãy sếp Dương nó là phải phải nó cách nó phải ngắn đúng rồi nó đều nhau nha. Đó. Có cái này tại sao phải học cái này tại vì trắng hả sao thường màu trắng phải bọc lại để hạn chế bụi tại vì trắng treo một thời gian nó sẽ bị ngà liền. Đúng rồi anh thấy mấy cái đồ trắng trong nhà nó mà để mà không có kỹ là nó bị bám tự động sẽ ngà tự động ngà và nó bị ố đi thì đúng rồi. Đúng rồi. Lúc đó mình phải đi tẩy đi giặt nó sẽ không lê. Nói chung là cái mùa cuối năm này giảm giá kinh khủng luôn mọi người. Adam Store tới giờ trước giờ chưa có giảm vest nhưng mà hôm nay tụi em sẽ như là cái đây lớn với Christmas tới tối nó giảm sẽ giảm luôn cả vest với là lê và cả vest tông màu sắc cơ. Ừ, đây là màu cái nữa nè. Đây là những cái màu mà kêu là mùa cho rất là pastel rất là xanh. Cho tất cả các giới trẻ rồi đặc biệt là ở Sài Gòn mình thì là khí hậu nó mưa nắng nó nóng. Nhưng cái màu này nó rất là dễ chịu ha, bắt mắt. Đó, mọi người nhìn. Đây. Rồi hầu như là đang có hết các màu của bên em luôn, không thiếu một màu nào luôn á. Thế thường với sắp Sài Gòn luôn. Người ta cũng hay đổi trend mặc blazer á, nên là mấy bạn cũng hay mua những cái màu sáng hay mặc khoác một màu jean á. Nhưng mà mình đâu có như mùa đông đâu mà đâu có những cái áo khoác măng tô dài. Theo bên em có măng tô. Có đúng không? Đây là màu này cũng đẹp rồi đó mọi người. Vàng. Nếu anh không có dịp ra Hà Nội thì Hà Nội sau Hà Nội mang tô á sẽ có nhiều màu. Có nghĩa là năm ngoái khi mà trước khi mà giống mười ngày năm nay anh có chụp một bộ luôn một cái series về mang tô ở ngoài Hà Nội luôn cho đẹp đó. Chứ đây là những cái không nổi cái cài áo đó trong mình là ông quay phim mọi người. Thế đây nè cài áo đặc biệt rất là đẹp tỉ mỉ chưa chăm chút cho mọi người đẹp từng cái hoa văn chi tiết từng cái lá cờ đó. Mấy cái này là do tụi em nên tụi em biết hết á, anh sẽ biết chương trình tư vấn cho khách hàng. Giống như là khi một khách hàng khi mua một bộ vest sẽ được tặng là một cà vạt hoặc nơ, tặng sơ mi trắng rồi tặng các phụ kiện luôn. Là combo sẽ có những cái combo đủ hết luôn để cho khách hàng một combo vậy là tốt. Anh phải học nhớ những cái đó để mà update vô để mà tư vấn cho khách để khách mua đúng không? Anh phải học thêm mã và học thêm giá nữa. Rồi ví dụ như sếp dù em mệt có chỗ nào nghỉ ngơi rồi này kia hay là phải làm suốt thì tại do lượng khách hàng cũng khá nhiều nên mình trong ca làm của mình khả năng nghỉ cũng hơi thấp. Ít đúng không? Ít. Với lại cái nữa là theo ca ví dụ như là có ca nào những ca thì theo kia hiện tại là nếu mà ca sẽ có 2 ca một ngày, ca sáng và ca tối. Sáng mở cửa là 9 giờ và hết ca là 4 giờ chiều. Thì ca tối từ 4 giờ chiều thì tối đóng cửa là 10 giờ. Cà sáng được rồi, thấy cà sáng thấy được. Cà sáng vô thì cũng dọn dẹp, chủ yếu là dọn vệ sinh là chủ yếu. Tại sáng sớm một ít khách mua hết. Nói có được ở đây mới nói được mấy phút rồi, bao nhiêu phút tổng rồi? 14 phút rồi, 14 thêm chút nữa hết. Rồi, thì như vậy thì ngày hôm nay cảm ơn Dương và bạn này tên gì? Phúc luôn, ủa Phúc luôn hả? Phúc rồi ở dưới Phúc rồi Phúc đi vô, coi như là hôm nay là Adam Nguyễn Trãi là đầy Phúc nha mọi người. Thì anh cảm ơn Dương Phúc với bạn Phúc nữ và Trung nè, rồi Huy là mọi người hơn nữa, tức là mọi người đã hỗ trợ cho anh suốt thời gian qua rất nhiều, đặc biệt là cái bộ ảnh
sắp tới và bác sẽ với setting của Phúc sẽ cho mọi người coi vào cuối phần cuối clip này. Thì với cái series nghề cây trái này thì anh mong là thật cả bản thân em có thấy cái nghề này hay, em nói là đi qua ví dụ làm một cái nghề nào cũng được, ví dụ như trong mùa dịch anh đâu có show đâu, thì cái chuyện mà chị Phượng bán hàng online nuôi cả gia đình có luôn nha, chỉ là bán những cái đồ gì thôi nhưng mà lại có thu nhập trong nhà, thì anh nghĩ cái nghề nào nó cũng sẽ đem lại cái thu nhập cho mỗi người và mọi người sẽ thích thú thú vị với cái nghề đó. Dương thì Dương thấy thì sao? Anh có bao giờ thử nghĩ đến là nhân viên đọc phim chưa? Ờ, hay nha. Nhân viên đọc phim sau khi anh thấy mọi lần đi ăn xong, như coi phim xong rồi tôi dọn, tôi ăn quăng bóc răng bơ rất là nhiều. Thở xong, thở xong, thở xong. Là cái gì? Thở xong, series sắp tới. Đó, sợ xong là sao cái này anh đi quay nè, sao cái em này anh đi quay xong, anh cũng sẽ xăm thử một cái hình trên tay anh luôn. Hình đầu tiên trong đời luôn á, trải nghiệm luôn. Có nghĩa là tới nơi để mà thăm thử rồi hỏi thầy là cái nghề nó như thế nào, tại vì thực ra nó cũng có những cái khó khăn. Nhưng mà nếu mà mình vượt qua được cái đó thì mình cũng ok. Em nói cái nhân viên đội quay phim ok nha, đọc phim đó. Tại vì cảm giác dùng, của mấy bạn dùng tùm lum dạ. Đúng rồi, có hiểu được cảm giác của từng người để mình ý thức hơn. Ví dụ như mình vô rạp rồi mình ăn uống mình sẽ bọn mình sẽ gọn lại rồi mình đúng ở cái thùng rác. Nói chung là cảm ơn gợi ý của Dương, anh sẽ đi quay những cái nghề đó. Dạ. Đó. Cảm ơn mọi người đã like, share và subscribe kênh YouTube của MC Dương Hồng Phúc nghe. Hy vọng là tụi em nhớ coi thuộc anh cài view, ráng cái tập này lên 1 triệu view nha, để mình ví dụ như coi chỉ có tiền là anh sẽ dẫn mọi đứa đi ăn. Thực anh mới làm thôi nhưng mà kệ nó cũng vui. Lý ra phải có cái mic nữa nhưng mà ở đây nói lớn tiếng quá nghe hết. Rồi cảm ơn Dương, mà trước khi chia tay với kênh YouTube anh Dương có muốn nói gì với mọi người không? Mọi người một mùa Covid này là sức khỏe. Covid gì sức khỏe. Nói gì thì nói nhưng mà hiện tại số ca của mình cũng còn cao Phúc ạ. Cho nên là mình nhiều sức thì khỏe mình vẫn đang là giữ cho nó 5K thật là tốt. Mình cố gắng hết sức mình thôi. Đúng rồi. Và nếu có đám cưới đám hỏi nhớ đến 2 năm sau của tụi em. Anh nghĩ là anh sẽ hỗ trợ thêm cho mặt của mình về cái mặt live stream á. Nếu mà tại vì anh thấy chung đang nếu mà anh rảnh thì anh sẽ qua anh phụ live stream để tụi em bán hàng được tốt. Dạ, nếu mà cứ coi live stream thì mình sẽ thấy em khá là quen. Thực ra là em chỉ cần là em cho anh mượn độ mặt thôi, còn vấn đề là cái mọi thứ anh sẽ làm hết thay mà sao em bán được hàng, đó là việc của tụi em. Đó là một cái gương mặt vàng trong làng live stream của Adam 71 Nguyễn Trãi. Và cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở nghề tay trái kỳ sau. Bye bye.